Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu trở lại thăm chú Võ Văn Chính, hẻm Sinh Tấn, thành phố Ngã Bảy. Chú mang căn bệnh phổi tắc nghẽn và khối u đường tiểu. Đây là chú Võ Văn Chính. Bệnh khối u đường tiểu và phổi tắc nghẽn. À, thưa dì, cho Dương Hậu trao 500 ngàn của nhà hảo tâm Hoa Kỳ á. Cảm ơn Hoa Kỳ. Dạ. Tiếp nối lời nói của gia đình, Dương Hậu cũng xin cảm ơn nhà hảo tâm Hoa Kỳ đã giúp 500 ngàn mua thuốc. Đây là việc làm công đức. Dương Hậu cũng hy vọng rằng được cộng sự với nhà hảo tâm Hoa Kỳ đã giúp nhiều gia đình khó khăn, kém may mắn trong tiền mua thuốc và mua gạo. Đây là việc làm rất là cao cả chân quý. Dương Hậu cũng xin một lần nữa cảm ơn nhà hảo tâm Hoa Kỳ, chúc cho gia đình được sức khỏe dồi dào, hạnh phúc thật nhiều bên người thân. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Đây là chú Võ Văn Chính, bệnh phổi tắc nghẽn và khối u đường tiểu. Hy vọng rằng được quý vị hỗ trợ.